quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi giả mạo trong công tác, xảy ra tại chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8402D, ấp Sâm Bua, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Các đối tượng gồm Phạm Thị Thanh Thùy, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Tháp, giám đốc trung tâm, Nguyễn Quốc Thống, sinh năm 1979, ngụ thành phố Trà Vinh, nguyên phó giám đốc, kiêm trưởng dây chuyền kiểm định trung tâm, và Cao Châu, sinh năm 1986, ngụ phường 4, tỉnh Sóc Trăng, nguyên nhân viên văn phòng trung tâm. Theo điều tra, vào ngày 24 tháng 9 năm 2021, Trần Lập Nghĩa, sinh năm 1975, thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư trung tâm 8402D, giả chữ ký của ông Quy, sinh năm 1964, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, ký quyết định thành lập chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8402D và thuê Phạm Thị Thanh Thùy đứng tên người đại diện pháp luật. Khi đi vào hoạt động, trung tâm 8402D chỉ có 4 người làm việc, trong đó có 2 người là đăng kiểm viên đủ điều kiện thực hiện việc đăng kiểm là ông Nguyễn Quốc Thống và một người khác. Do thiếu đăng kiểm viên, ông Trần Lập Nghĩa chỉ đạo Cao Châu không có đầy đủ bằng cấp chuyên môn thực hiện, đồng thời ký vào hồ sơ kiểm định, mục đích là để hợp thức hóa hồ sơ nhằm đối phó Cục Đăng kiểm Việt Nam khi có kiểm tra đột xuất. Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh khám xét khẩn cấp tại trung tâm 8402D, thu giữ 12.961 bộ hồ sơ kiểm định cùng nhiều tài liệu và thiết bị điện tử có liên quan. Trong số này có 11.582 bộ hồ sơ kiểm định có dấu hiệu sai phạm, cụ thể là hợp thức hóa hồ sơ, xâm phạm tính đúng đắn xác thực của nội dung các loại giấy tờ, hồ sơ kiểm định phương tiện xe cơ giới đường bộ và thu lợi bất hợp pháp số tiền trên 3,5 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển vào tài khoản cá nhân của Trần Lập Nghĩa. Hiện tại, Trần Lập Nghĩa đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.